Bitcoin 30.000 đô khi hoạt động cá voi tăng mạnh. Theo dữ liệu từ Sentiment, một giao dịch lớn với tổng trị giá 20.000 BTC đã được thực hiện vào ngày 31 tháng 3. Đáng chú ý, đây là một trong năm giao dịch hàng tháng lớn nhất. Do những giao dịch gần đây, tháng 3 đã chứng kiến nhiều BTC được giao dịch nhất trong quý đầu tiên của năm 2023. Ngoài ra, vào tháng 3, nguồn cung Bitcoin trên các sàn giao dịch có phản ứng mạnh mẽ đối với xu hướng giá. Nguồn cung Bitcoin trên các sàn giao dịch bùng nổ bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 và tiếp tục cho đến ngày 22 tháng 3 khi giá BTC trải qua một xu hướng giảm nhẹ. Động lực này cho thấy những holder BTC do dự bán khi giá giảm xuống dưới một mức nhất định vì họ muốn tận dụng lợi thế của phạm vi cao. Nhiều holder đang kỳ vọng Bitcoin sẽ vượt qua mức giá 30.000 đô la. Tuy nhiên, trước khi phục hồi, theo nhiều nhà phân tích dự đoán, BTC sẽ có một đợt điều chỉnh do sự gia tăng hoạt động chốt lời của holder ở vùng kháng cự 30.000 đô la. Số lượng máy ATM Bitcoin giảm kỷ lục trong tháng 3. Trong bối cảnh thị trường tiền số liên tục đối mặt với một loạt các sự cố, khiến giá Bitcoin gần như chia ba giá trị, nhiều ông lớn phải rời ngành, các quốc gia toàn cầu đẩy mạnh đàn áp tiền điện tử. Số lượng máy ATM toàn cầu đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ tháng 9 năm 2022 cho đến nay, một tiền lệ chưa từng có trước đây. Theo dữ liệu từ CoinATM Radar cho thấy số lượng cài đặt ATM tiền điện tử dòng đã giảm trong 4 tháng từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023. Đặc biệt, vào tháng 3 vừa qua, đã có đến 3.627 máy ATM tiền điện tử ngừng hoạt động. Trong thập kỷ kể từ khi máy ATM Bitcoin đầu tiên được ra mắt vào ngày 29 tháng 10 năm 2013, sự thay đổi dòng của các máy tiền điện tử được cài đặt và gỡ bỏ hàng tháng hầu hết đều dương, tức là tổng số máy ATM tiền điện tử trên toàn thế giới đang tăng đều đặn. Do đó, với con số được ghi nhận ở trên, tháng 3 trở thành tháng có số lượng máy ATM tiền điện tử sụt giảm hàng tháng lớn nhất. Tuy nhiên, có một dấu hiệu đáng mừng là vào hôm qua, ngày 1 tháng 4 đã ghi nhận 37 lượt cài đặt ATM tiền điện tử mới. Điều này đã phá vỡ xu hướng giảm kéo dài trong nhiều tháng qua. Justin Sun lên kế hoạch bán cổ phần Huobi. Người sáng lập Tron Checking Sun được cho là đang thảo luận để bán một số cổ phần trong sàn giao dịch tiền điện tử Huobi Global, Bloomberg đưa tin vào thứ Bảy. Justin Sun đã mua sàn giao dịch tiền điện tử với giá 1 tỷ đô la vào năm ngoái sau khi cổ đông lớn và người sáng lập Leon Lee bán toàn bộ cổ phần của mình trong sàn giao dịch tiền điện tử cho công ty đầu tư About Capital có trụ sở tại Hồng Kông do Justin Sun lãnh đạo. Trong khi đó, Justin Sun đã phủ nhận rằng anh ấy đang tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc bán cổ phần của Huobi, nói rằng báo cáo là một trò đùa ngày cá tháng 4. Hơn nữa, ông tiết lộ rằng công ty không có kế hoạch tìm kiếm chủ sở hữu mới, cam kết cung cấp giao dịch và đầu tư an toàn vào tiền điện tử. Chúng tôi sẽ không tìm kiếm bất kỳ người mua nào cho Huobi. Ở một diễn biến khác, tuần này, Huobi công bố quan hệ đối tác chiến lược với Gala Game để phát triển Web3 và Lớp 1, cam kết với hệ sinh thái Web3. Huobi token HT hiện giao dịch ở mức 3,66 đô. Giá HT tiếp tục giao dịch đi ngang trong một tuần qua và không có bất kỳ chuyển động đáng kể nào mặc dù thị trường đang phục hồi. Pi 314.159 đô khi HSCB chấp nhận Bitcoin. Cộng đồng Pioneer bỗng nhộn nhịp vào ngày đầu tiên của tháng 4 khi giá trên một số nền tảng giao dịch dành cho Pi Network bỗng chốc tăng vọt, thậm chí lên đến cả 100.000 đô la. Cụ thể, giá Pi trên Pi Bridge bỗng chốc tăng lên 314.159 đô, con số khiến cộng đồng liên tưởng ngay đến trang thương mại điện tử dành cho Pi Network khá phổ biến tại Trung Quốc là 314.159 UGCV. Tuy nhiên, ngay sau sự bùng nổ giá này, đại diện của Pi Bridge cũng đã lên tiếng đính chính đây chỉ là một trò đùa của họ nhân ngày cá tháng 4. Trong khi đó, nhiều Pioneer đời đầu cũng mượn ngày cá tháng 4 để gửi gắm hy vọng của họ vào đồng Pi. Một Pioneer kỳ cựu có tên là Leo Gong đã đăng đàn Twitter rằng một trong những ngân hàng lớn nhất Hồng Kông là HSCB sẽ là ngân hàng đầu tiên đưa Pi vào cơ cấu của họ. Tất nhiên, cộng đồng cũng mau chóng nhận ra đây cũng chỉ là một trò đùa trong ngày cá tháng 4 và đương nhiên cũng chẳng ai cảm thấy khó chịu hay phẫn nộ trước những lời nói dối vào ngày này. Được biết, ngày cá tháng 4 hay ngày nói dối là một phong tục hàng năm vào ngày 1 tháng 4 dương lịch bao gồm những trò đùa và trò lừa bịp vô hại. Trò chơi khăm đánh lừa người khác nhằm mục đích mua vui cho bản thân và mọi người mà có thể không chịu những lời chỉ trích, tác hại nào. Cá tháng 4 dù không phải là ngày nghỉ lễ chính thức nhưng vẫn là phong tục truyền thống tại nhiều quốc gia trên thế giới. Chile chính thức được phép hoạt động tại Tây Ban Nha. Mạng lưới Chile CHZ đã đạt được cột mốc quan trọng trong hành trình mở rộng toàn cầu của mình. Dự án thông báo vào ngày 30 tháng 3 rằng nó hiện đã được cấp phép hoạt động như một nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tại Tây Ban Nha. Theo thông báo chính thức, Chile đã được trao giấy phép của Ngân hàng Tây Ban Nha.
cho phép mạng lưới phi tập trung này vận hành sàn giao dịch tài sản tiền điện tử tại Tây Ban Nha trong khuôn khổ quy định hiện hành. Nói cách khác, giấy phép sẽ cho phép Socio.com khám phá nhiều cơ hội hơn trong ngành. Chile xem Tây Ban Nha là thị trường chiến lược vì nước này đã có mối quan hệ chặt chẽ với các câu lạc bộ bóng đá hàng đầu tại đây. Ngoài ra, Socio.com cũng đã thiết lập văn phòng tại quốc gia này từ năm 2021. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZipTorisVN xin chúc các bạn ngày mới nhiều may mắn và tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.